Bao công xử án hồi thứ 45. Lập mưu lấy thuốc chọc giận Hàng Trương, rảo bước thăm tin cho cơm chiều Khánh. Lại nói Lư Phương ở tại lầu Văn Quang, đến hết canh ba mới thấy Hàng Trương và Tường Bình trở về. Hai người trông thấy Lư Phương lấy làm lạ lắm, bèn hỏi rằng: "Tại sao đại ca lại ra được nơi đây?" Lư Phương liền đem mọi chuyện mà thuật lại. Tường Bình nghe dứt, nói với Hàng Trương và Bạch Ngọc Đường rằng: "Đó, tôi nói như vậy mà anh ba không nghe, thật là đi tìm cách khổ." Hàng Trương bèn đem quang cảnh lúc vào thuật lại cho Lư Phương và Bạch Ngọc Đường nghe. Lư Phương nghe xong nói: "Muôn ngàn sự đều tại Ngũ Đệ hết thảy." Tường Bình nói: "Cớ nào lại đổ lỗi cho Ngũ Đệ?" Lư Phương đáp: "Nếu Ngũ Đệ không đi tìm họ Triển, thời chúng ta có tới đây làm chi cho sinh sự?" Hàng Trương mới làm thinh. Tường Bình nói: "Không trách được, nếu chú Năm được thanh danh, bọn ta há chẳng được nỡ mày đẹp mắt hay sao? Thôi, chuyện ấy bỏ đi, bây giờ anh nghĩ sao đây?" Lư Phương đáp: "Nghĩ sao bây giờ? Tốt hơn là đem Ngũ Đệ tới phủ Khai Phong, cầu bao thừa tướng tâu với thiên tử mà gỡ tội. Còn bọn mình thời buổi lễ với Triển Nam Hiệp là xong." Ngọc Đường nghe nói trợn mắt mà rằng: "Lời đại ca nói, dẫu có chết tôi cũng chẳng nghe." Tường Bình nói: "Cứ như lời Ngũ Đệ nói, vậy chớ có thù khích chi với Triển Nam Hiệp không?" Ngọc Đường đáp: "Không có thù khích chi cả." Lư Phương hỏi: "Không thù khích, sao lại muốn tranh hơn tranh giỏi làm gì?" Ngọc Đường đáp: "Tôi không giận Triển Chiêu, song ghét cái gì mà ngự miêu, mèo quàng đó, nên quyết chừng trì chơi một trận. Nếu không vậy, thời đại ca nên cầu bao công tâu với thiên tử, lột cái hàm ngự miêu đi, thời tôi mới chịu tội." Lư Phương nói: "Em lại muốn làm khó cho ta. Ta đã được người đãi tử tế, mới hứa đi tìm em. Nay gặp rồi, lại trò mặt nói như vậy, mở miệng sao cho được." Ngọc Đường nghe nói cười rằng: "Thôi, đại ca đã chịu ơn tri ngộ với bao công, thời mau mau bắt tôi nộp cho người được lĩnh thưởng công hầu cho sướng." Lời nói ấy như mũi dao đâm vào lòng của Lư Phương, làm cho Lư Phương nghẹn ngào tủi hổ, không đáp được một lời, lật đật đứng dậy đi ra khỏi cửa lầu Văn Quan, nhảy xuống đi cho mau, mà bụng nghĩ rằng: "Ôi, Lư Phương này từ lúc kết bạn với bốn em, lòng dạ nào các em cũng biết chứ. Nay vì chút ơn tri ngộ mà phải đi tìm Ngũ Đệ, đến nỗi Ngũ Đệ nghi lòng, nói đường đột như vậy, đúng là xấu hổ biết bao nhiêu. Ta biết tính làm sao, không lẽ để cho Ngũ Đệ dọc ngang gây họa, mà cũng không biết trả lời với phủ Khai Phong thế nào, âu là một thác còn hơn." Nghĩ rồi nhìn lên, thấy bức tường trước mặt có nhành cây dơ ra, bèn mở dây lưng buộc vào, tính sẽ treo cổ tự vẫn. Vừa sửa soạn đút cổ vào thì bỗng thấy một người đi lại, nhìn ra là Tưởng Bình. Tưởng Bình nói: "Đại ca chớ nên làm vậy, Ngũ Đệ nóng nảy, ăn nói hồ đồ, giận nó làm chi?" Lư Phương nói: "Tứ đệ chẳng nghe lời Ngũ Đệ nói hay sao? Ta còn mặt mũi nào mà sống trong trời đất?" Lư Phương vừa nói vừa nhỏ nước mắt. Tường Bình nói rằng: "Thói thường tài cao hay ngạo, nếu chẳng vậy tôi có theo nó làm gì? Vì muốn trị phục nó, nhưng chưa có trước gì. Vậy bây giờ tôi với đại ca nên vào phủ Khai Phong, đem lời nó mới nói mà đọc lại, một là tạ tội, hai là xem tam ca hạ lạc nơi nào." Lư Phương nghe nói phải, liền buộc dây lưng vào, rồi cùng với Tường Bình tới phủ Khai Phong. Khi bao công nghe bẩm sai Triển Chiêu mời vào, hai anh em vào tới thư phòng, thấy bao công ngồi trên, bèn quỳ mọp dưới đất. Tử Khánh đương ngồi trên ghế thấy vậy, cũng tuột xuống quỳ theo. Bao công vội vã truyền rằng: "Nghĩa sĩ đã tới đây, xin cứ ngồi chuyện ván, cứ tội tình chi mà phải quỳ lạy." Ba người nghe truyền liền đứng dậy, Tả Hữu nhắc ghế cùng ngồi, Triển Chiêu và Công Tôn Sách cùng ngồi lại đàm đạo. Bao công thấy Tưởng Bình người ốm như mai, tướng như người bệnh, liền hỏi mới biết đó là phiên giang thử Tưởng Trạch Tường vậy. Bao công liền đem chuyện Mã Hán bị trúng tên thuật lại cho hai người nghe, rồi cậy Lư Phương trở về hỏi Hàng Trương để xin thuốc lại cứu. Tưởng Bình nói: "Đại ca bây giờ xin thuốc chắc là nhị ca không cho, vì anh đương A Tòng với Ngũ Đệ, chỉ bằng theo mưu tôi có lẽ đoạt được thuốc. Mà khi nhị ca đi rồi,
còn một mình ngũ đệ dễ cho mình bắt được nữa. Lư Phương hỏi, vậy cái ấy thế nào? Tưởng Bình kề miệng vào tai nói nhỏ rằng, làm như vậy, thời nhị ca có lẽ nào lại không đi. Lư Phương nói, e làm như vậy, ta với nhị đệ chia rẽ nhau. Tưởng Bình nói, tuy bây giờ coi như chia rẽ mà lại đoàn viên, và chăng bây giờ đã canh năm rồi, không còn đấn đá được nữa, phải đi lấy thuốc cho gấp. Lại nói với Công Tôn Sách mượn giấy mực. Công Tôn Sách đưa ra thì Tưởng Bình cầm viết. Viết xong bảo Lưu Phương ký tên, rồi tạ từ ra khỏi phủ trở về lầu Văn Quang. Tưởng Bình về đến nơi, nghe Hàng Trương đương khuyên giải Ngọc Đường, liền bước tới nói rằng, tam ca tôi đã bị tên độc, đại ca cõng về tới cụm rừng trước kia, đi không nổi nữa, đành để nằm đó. Vậy nhị ca mau mau đem thuốc lại cứu. Hàng Trương nghe nói vội vã ra đi. Tưởng Bình hỏi, còn thuốc ở đâu? Hàng Trương móc túi đưa ra một gói. Tưởng Bình tiếp lấy xem trong thư ấy có hai hoàn, bèn móc ra bỏ vào túi, rồi cắn hai cái nút áo lấy thơ của Lư Trương khi nãy, gói lại rồi nhét vào đưa trả cho Hàng Trương. Hàng Trương tiếp lấy bỏ vào túi. Đi một đối, Tưởng Bình lẻn mất. Hàng Trương đi giết tới cụm rừng, không thấy đại ca, tam đệ, tứ đệ gì cả, liền trở lại hầu Văn Quang thuật lại chuyện cho Ngọc Đường nghe. Hai người nghi lắm. Hàng Trương giở tay vào túi, thấy hai viên thuốc cuộn cứng quá, liền móc ra coi. Té ra thuốc biến mất, chỉ có một miếng giấy có viết chữ gói hai cái nút áo mà thôi. Hàng Trương liền bảo Ngọc Đường cùng mình lại góc tường đánh lửa lên xem. Giấy ấy có chữ Lư Phương ký tên, viết tóm tắt. Nhị đệ mau trói Ngọc Đường làm kế nội ứng, không vậy khó bắt nó lắm. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, lòng nghi hoặc liền nói, thôi, nhị ca trói tôi lại nộp cho phủ khai phong đi. Hàng Trương nói, tứ đệ muốn lập kế phản gián mà. Thôi, ta cũng không a tòng theo tứ đệ mà làm nội ứng đâu, ta đi à. Nói rồi thì bỏ ra đi. Bấy giờ Tưởng Bình lấy được thuốc trở lại phủ khai phong, tán một viên đổ cho Mã Hán. Dây lâu Mã Hán mở nhiều nước độc, tỉnh lại như thường, ai nấy mới yên lòng. Chiều ngày sau, Tưởng Bình lén lén trở lại lầu Văn Quang. Ai dè Ngọc Đường không còn ở đó nữa. Lư Phương về chỗ trọ, lại sai bạn đương đem hành lý vào ở đại phủ khai phong, nên trong phủ được thêm ba nghĩa sĩ nữa. Mới chia ra hai bọn để dò công việc, để thơ trong đền Trung Liệt và giết Quách An. Ban ngày bốn người, Vương Mã, Trương Triệu, ban đêm Lư Phương, Tử Khánh, Tưởng Bình và Triển Chiêu thám thính. Một ngày kia nhân lúc vô sự, Triệu Hổ giả dạng khách đi đường dạo chơi ngoài thành. Đi một đỗi bụng đói như cào, liền vào quán ở đầu làng để ăn lót lòng. Khi ngồi ăn thấy bên bàn cạnh có một ông già, bộ ở nhà quê, mặt mày buồn xo, thỉnh thoảng đưa mắt dòm lén. Triệu Hổ bèn hỏi rằng, ông lão dòm tôi có ý gì? Ông già đáp, nhân vì đói bụng lắm, thấy khách quan vào uống rượu mà thèm, nhưng mà túi không có tiền, chứ có dòm lén chi đâu. Triệu Hổ nói, vậy có ngại gì, ông cứ qua ngồi chung với tôi một bàn ăn uống chơi. Ông già nghe mời, cả mừng, đi lại ngồi ăn chung với Triệu Hổ. Ông già ấy vừa ngồi ăn, vừa xa giọt lụy. Triệu Hổ ngó thấy hỏi rằng, ông đã nói đói, thời tôi cho ăn, sao lại còn khóc là cớ gì? Ông già đáp, vì tôi có chút tâm sự nên tủi lòng mà khóc. Triệu Hổ hỏi, vậy ông tên họ là chi? Ông già đáp, nào dám giấu, nhưng nói càng khổ tâm mà thôi, giấu cũng thiệt phận. Vậy xin khách quan nghe nỗi nguy khốn của tôi. Tôi họ Triệu tên Khánh, làm thừa sai huyện Nhan Hòa. Một lần bao công tử thứ, ba qua Thái Nguyên dâng hương, ngài cố ý đi qua vòng ngã Tô Châu, một là dạo xem phong cảnh, hai là bóc lột tiền bạc của châu huyện, cho nên quan huyện sai tôi đặc biệt ở công quán khoản đãi ngài. Ai dè khi ngài đến, chê công quán dơ dáy chật hẹp, tiệc rượu hèn hạ sơ sài, nên đã không nhận, lại còn bắt quan huyện tôi nộp 300 lượng bạc. Trời ơi, quan huyện tôi thanh liêm rất mực, tiền bạc đâu có mà dâng. Vì vậy mà ngài nóng giận, bắt tôi treo sau ngựa. Khốn khổ quá tôi chén trốn, tính vào kinh tìm bà con mà nương nhờ, ai dè không gặp. Bây giờ biết đi đâu cho được, con nước ở không yên, áo quần không có, mà cơm nước cũng không,
Cái Hòa đói rách không thể khỏi chết. Nói rồi bưng mặt khóc giống lên. Triệu Hổ nói: Vậy thời ông nên viết một tờ trạng đổi lên thượng ty để kêu oan sự hiếp bức này. Bào công xử án hồi thứ 46. Cáo lầm nơi quyết thần sắp kế độc, gặp cơ hội công tử phá mưu gian. Lại nói Triệu Hổ nghe Triệu Khánh thuật chuyện, miệng bảo như vậy mà bụng nghĩ rằng: Tướng gia ta lòng son vì nước, lo lắng cho dân, ai dè con cháu lại khinh nhờn luật pháp thế này. Ta cũng nên chỉ vào phủ khai phong coi tướng gia nghĩ thế nào. Nghĩ rồi bèn hỏi: Nay ông đến đây cố ý đi tố oan hay không? Triệu Khánh nói: Tôi tính tìm nhà bà con rồi sẽ đi tố oan. Triệu Hổ nói: Vậy ông nên vào kêu vào phủ khai phong, vì bao thừa tướng là người tránh trực công bình, giàu thân giàu sơ người cũng cứ lẽ cân bằng mực chẳng mà thôi. Nếu lại kêu nơi khác e gặp chỗ không hay. Triệu Khánh đáp: Khách quan dạy phải, tôi xin vâng lời. Triệu Hổ nói: Nhưng mà hôm nay bao thừa tướng không có ở phủ, phải sau ngày rằm ông sẽ đón kiểu kêu oan mới được. Triệu Hổ nói rồi móc túi cho ông già đi một đính bạc rồi kiếu ra đi. Triệu Hổ trở về phủ khai phong, đợi mãi trông hoài mà không thấy Triệu Khánh tới. Nguyên sau ngày rằm, Triệu Khánh nhớ lời của Triệu Hổ dặn, bèn đi vào thành. Tới một chỗ kia, người ta qua lại rất đông, bèn men gần lại, nghe xa xa có tiếng nạt đường rằng: Tránh, tránh cho kiểu thái sư đi. Triệu Khánh nghe nói thái sư đi thì cả mừng, đứng lại chờ kiểu đi tới, miệng kêu oan uổng, đầu đội tờ trình. Chợt thấy kiểu ngừng, có một người nhảy xuống ngựa tiếp tờ trình, dâng vào trong. Một lan trong kiểu có lệnh truyền ra rằng: Đem người đội trạng ấy về phủ. Tả hữu vâng lời, điệu Triệu Khánh đi theo, thẳng đường về tới một dinh thự rất lớn. Đó không phải là phủ khai phong, mà là dinh của bàng thái sư vậy. Bàng Kiên được tờ trình ấy lọt vào tay, mừng rỡ như được châu ngọc, hối hả sai người đi mời rể là Tôn Vinh và học trò là Lục Thiên Thành tới để đưa tờ trình cho chúng nó coi. Cả hai xem xong vỗ tay nhảy nhót và nghĩ rằng: Phen này có thể đánh đổ được bao công rồi. Liền kêu Triệu Khánh vào thư phòng gạn hỏi nguyên do, rồi bàn tính cùng nhau là một tờ tấu cho nghiêm khắc. Ngày sau nhân tôn ra chầu, bàng thái sư mới dâng tờ tấu lên. Vua xem xong, Triệu Bao Công lên điện hỏi rằng: Khanh có cả thầy được mấy đứa cháu? Bao Công tâu: Dạ tâu bệ hạ, hạ thần chỉ có 3 đứa cháu, 2 đứa lớn lo bể ruộng nương, còn đứa nhỏ thời đi học. Nhân tôn hỏi: Vậy đứa đi học đó tên gì? Dạ tâu bệ hạ, nó là Bao Thế Vinh. Nhân tôn lại hỏi: Khanh có biết mặt ông chúng nó hết không? Bao Công tâu: Dạ tâu bệ hạ, từ lúc hạ thần tựu chức tới nay chưa có về quê lúc nào, chỉ có đứa lớn vào kinh đôi khi mà hạ thần được biết, còn 2 đứa cháu kia thời chẳng biết mặt. Nhân tôn nghe xong gật đầu, đưa tờ tấu cho Bao Công xem. Bao Công xem quỳ xuống chịu tội rằng: Hạ thần đây không phép tề ra, nên cháu làm điều phi pháp, cúi xin thánh thượng mở lượng hải hà, xử đoán lẽ nào hạ thần muôn nhờ đức cả. Nhân tôn đáp: Khanh cứ hãy bình thân, vì khanh bận lo việc nước, không sửa được nhà, vậy chấm cũng dung thứ cho. Bao giờ bắt được tên Thế Vinh, chấm sẽ định liệu. Vua phán xong, liền truyền chỉ cho các châu quận tầm nã tên Bao Thế Vinh giải về kinh. Công văn gửi ra mau như chớp, lẹ như tên. Chưa bao lâu mà Bao công tử đã bị giải về kinh. Vừa tới cửa thành, có một người cưỡi ngựa chạy tới như bay, thưa với quan công sai giấy rằng: Tôi là Bao Hưng, sai nhân của Bao thừa tướng, xin tới ra mắt Bao công tử có chút tư sự. Công sai nghe nói sai nhân của thừa tướng, cũng vì tình cho hai bên gặp nhau, chuyển bán thì thầm giây lát, rồi Bao Hưng từ tạ, dục ngựa chạy về như bay. Bao công sai giải Bao công tử vào đại lý ti để chờ thánh chỉ. Nào hay bảng kiết quyết hại cho được Bao công, nên đã tâu với thiên tử, xin giao vụ ấy cho tam đường là đại lý ti, binh mã ti và đô sát viện hội sử. Vì quan lý ti đứng đầu binh mã ti là Tôn Vinh, quan đứng đầu đô sát viện là Lục Thiên Thành, đều là tay tâm phúc của bàng kiết, thì Văn Ngạn Bác không thể cứu đỡ nổi. Tôn Vinh và Lục Thiên Thành được lệnh liền tới viện đại lý. Văn Ngạn Bác ngồi giữa, hai người phân hai bên tả hữu,
sai dịch điệu Bao Thế Vinh lên. Ngạn Bác bèn hỏi rằng: tại sao mi bức bách bạc tiền của Châu huyện? Thế Vinh nhớ lời của Bao Hưng dặn khi nãy, bèn bẩm rằng: già tiểu sinh vâng lệnh của bà nội qua Thái Nguyên để dâng hương. Nghe đồn Tô Khanh Hai Châu ấy có lắm nơi danh sơn tú thủy, muốn nhân dịp đi du chơi ngoạn, nhưng thiếu tiền bạc nên phải mượn tạm của các quan Châu huyện, chứ không có ép bức ai. Tôn Vinh hỏi: mi đi dọc đường bức sách Châu huyện phòng chừng bao nhiêu lượng? Thế Vinh đáp: già đi tới đâu mượn tới đó, không thể nhớ hết được. Vừa nói tới đó, có người đem tới cho Tôn Vinh một phong thư. Văn Ngạn Bang chờ phôn Tôn Vinh xem xong bèn hỏi: đó là thư gì? Tôn Vinh đáp: ấy là giấy biên những tiền của Châu huyện bị bức bách, mà bằng thái sư sai người dò xét biên ra. Văn Ngạn Bang lấy xem, thấy ở trên biên tên các Châu huyện và số tiền Thế Vinh đã lấy. Ở dưới là lời bàng kiết dặn Tôn Vinh nên hết sức bó buộc bao công cho nhiều. Văn đại nhân xem xong, lấy giấy ấy đút vào tay áo, quay lại nói với người đem thư rằng: giữa lúc bản quan tra xét, sao mi dám đem thư tín tới đây như thế này, là đáng tội. Song ta vị tình thái sư mà dung thứ cho mi. Tả Hữu đâu, mau đuổi nó ra ngoài. Tả Hữu vâng lời. Văn đại nhân nói với Tôn Vinh rằng: thần lạnh nhạt quá đỗi khinh suất, giữa chốn pháp trường dám sai người đưa thư, sao mà quên cả pháp luật vậy? Tôn Vinh cúi mặt không dám đòi thư lại. Lục Thiên Thành bèn tiếp hỏi Thế Vinh rằng: nghe lúc mi vào kinh, Bao thừa tướng có sai người tới dặn dò mi những gì hay không? Bao Thế Vinh đáp: dạ có, chẳng qua là cũng dặn dò tiểu sinh nên yên lòng mà thôi. Thế người ấy tên gì? Dạ tên là Bao Hưng ạ. Lục Thiên Thành liền cho Bao Thế Vinh lui ra, truyền sai dịch đi bắt Bao Hưng. Lúc Bao Hưng tới, Lục Thiên Thành giả mặt quỷ thần vỗ án hét rằng: Bao Hưng, sao mi dám đón khâm phạm, truyền lén tin tức, tội ấy mi biết chưa? Bao Hưng đáp: tôi ở đây lúc nào cũng ở châu trực tướng ra, không bao giờ có chuyện như vậy. Lục Thiên Thành quả rằng: à, mi thật là lẻo mép già chối sao? Tả Hữu đánh nó 20 hèo cho biết mặt. Tội nghiệp cho Bao Hưng vô cớ bị đòn, tức mình nói thầm rằng: từ khi ta theo tướng ra tới bây giờ chưa lúc nào khổ như vậy, nay thời suy mới gặp đứa thù vặt. Tôn Vinh cũng bảo Bao Hưng khai, nhưng Bao Hưng cứng cỏi nhất định chẳng khai. Tôn Vinh thấy Bao Hưng vậy, sai đem đại hình ra. Tả Hữu khiêng 3 khúc cây để trước công đường. Bao Hưng thấy vẫn quen, không chút sợ hãi mà cười rằng: đại nhân nói rằng tôi đón khâm phạm, truyền lén tin tức, vậy xin đem công tử ra đối chất xem thế nào. Tôn Vinh nói: ta không cần nói với mi, Tả Hữu đâu, cứ việc thi hành. Văn Ngạn Bang thấy vậy, cho người đòi Bao Thế Vinh ra. Thế Vinh nhìn Bao Hưng một hồi rồi nói: không phải, người này chỉ tương tự mà thôi, người kia đen ốm chứ không mập và trắng như vậy. Tôn Vinh nghe xong biết việc không xong rồi, chợt thấy Tả Hữu báo có Công Tôn Sách tới ra mắt. Văn đại nhân cho mời vào. Công Tôn Sách bước tới trước công đường thi lễ rồi đưa thư lên. Văn đại nhân xem xong mặt lộ sắc mà hỏi Công Tôn Sách rằng: ba người ấy có tại đây chăng? Công Tôn Sách đáp: có đủ, xin cho tôi kêu vào. Nói rồi trở ra. Văn đại nhân đưa bức thư cho Tôn Vinh và Lục Thiên Thành coi. Cả hai như ngây như dại, đứng sững như bù nhìn. Bấy giờ ba công tử đã vào tới công đường. Văn đại nhân xem thấy cả hai đều diện mạo đoan trang, người thứ ba thanh tú hơn cả, liền cho ngồi. Người lớn là Bao Thế Ân, người thứ hai là Bao Thế Huân, làm thinh không nói. Chỉ có công tử thứ ba là Bao Thế Vinh đứng dậy thưa rằng: chú tôi đã có thưa thư cho bác, sai tôi tới công đường cùng đứa giả mạo kia đối chất, vạch cho ra lẽ ngay gian. Nói vừa dứt lời, Bao Thế Ân liếc người quỳ một bên, bất giác hỏi rằng: mi có phải Võ Kiết Tường đó không? Bao Thế Vinh giả thấy Bao công tử nhất thời thất kinh, hồn phi ngoại thiên, không đáp được lời nào. Văn Ngạn Bác liền nói: sao công tử lại biết nó? Bao Thế Ân đáp: nguyên Võ Kiết Tường có em là Võ Bình An, đều làm tớ cho nhà tôi. Vì chúng nó cứng đầu khó dạy nên đã đuổi nó rồi. Không rõ vì sao nó lại giả tên em tôi mà tới đây. Văn Ngạn xem kỹ lại, thời Võ Kiết Tường là Bao Thế Vinh phảng phất giống nhau, trong bụng đã hiểu rõ rồi.
bèn cho ba công tử lui về và thả Bao Hưng. Nói về Bao Công bị Bàng Kiết tâu vạch chuyện cháu mình, thời lo buồn và giận lắm. Lớp thì giận anh sao không biết dạy con, lớp lại giận cháu sao không lo học lại thả đi gây họa. Kế nghe Bao Công tử bị giải về kinh, Thiên tử giao cho Tam Đường tra xét, lòng thêm lo. Sau lại thấy đòi Bao Hưng thì thầy rút ruột như vò. Đường lúc buồn bã, bỗng thấy sai dịch dắt vào một người. Người ấy ra mắt xưng là Bao Vượng. Bao Công hỏi: "Mì tới đây có việc chi?" Bao Vượng thưa: "Tôi vâng lệnh ông bà đưa ba công tử tới đây mừng thọ lão gia." Công tử Bao Công nghe nói lấy làm lạ hỏi: "Ba công tử còn ở đâu?" Bao Vượng đáp: "Dạ còn đi sau một lát ạ." Bao Công liền sai Lý Tài ra đón. Dây lâu ba công tử vào tới, lại mừng xong xuôi. Bao Công mừng lắm, hỏi thăm cha mẹ, anh chị, bà con. Bao Công thấy ba công tử thấy đủ mặt, hiểu ngay rằng án kia quả là kẻ mượn tên làm càn, nên lật đật lui vào thư phòng mời Công Tôn Sách tới, kể các việc cho hay, và cậy đem ba công tử tới đại lý ti đối chất. Công Tôn Sách đi rồi, các nghĩa sĩ được tin tới chúc hạ. Lưu Phương nhân dịp trình việc dò la bấy lâu, và xin Bao Công đem bọn mình tâu lên Thiên tử. Một là tạ tội, hai là cho hoãn việc tra xét. Bao Công nhận lời và đáp rằng: "Việc ấy thùng thẳng sẽ tìm cơ hội." Đường nói chuyện, thấy Công Tôn Sách đãi lãnh Bao Hưng và ba công tử trở về. Đúng thật là: "Miêu sâu khó hại người trung chính, phép nước nào dung đứa nịnh ta." Ba công tử về tới phủ, thuật chuyện nhận được tên giả mạo ấy là Võ Kiết Tường. Còn Bao Hưng mách việc Tôn Vinh đánh mình. Bao Công nghe xong cho Bao Hưng vào sau nhà để nghỉ và báo Lý Tài đem ba công tử vào ra mắt phu nhân. Cả nhà đều vui vẻ lắm. Đây lại nói về Văn Ngạn Bác. Xét ra vụ ấy liền viết sớ tâu lên Thiên tử. Vua Nhân Tôn xem thấy nửa mừng nửa lo. Mừng là mừng cháu Bao Công không làm sự càn quấy. Lo là lo Bàng Kiết hay quấy rối Bao Công. Lại quy tụ đồ đảng là Tôn Vinh nữa. Không biết nghĩ làm sao, liền giao lại cho phủ khai phong tra xét. Bao Công được lệnh vội thăng đường hỏi sơ Triệu Khánh một lượt, rồi đem Võ Kiết Tường ra hỏi rằng: "Đồng đảng của mê có những ai nữa?" Võ Kiết Tường đáp: "Còn em tôi là Võ Bình An, giả làm Bao Vượng và hai tên nữa. Xong lúc mưu sâu bại lộ, chúng nó trốn mất rồi." Bao Công lại lấy tờ giấy của Bàng Kiết, biên những châu quận và số tiền bức bách ra hỏi. Võ Kiết Tường đều cung nhận cả. Nhân hỏi tới lúc bị giải vào kinh, Bao Hưng đón dặn dò những điều gì, thời Võ Kiết Tường thưa rõ không sai. Bao Công lại nói: "Vậy nếu gặp được người ấy, mi có thể nhìn rõ được không?" Võ Kiết Tường đáp: "Dạ nếu thấy mặt thì chắc là tôi không quên được."